Dạ, chào anh Vi Long. Anh Vi Long mới ghé vào. Dạ, cũng Dạ, chào thầy Tân, chào cả nhà. dạ. Anh Vi Long là anh Vi Long có một cái câu rất là hay cả nhà, đó là rảnh thì ăn vui. Em cũng nhờ anh Vi Long chia sẻ hiện thực này với cả nhà quá. Rảnh thì ăn vui và giới thiệu cả nhà, đây là anh Vi Long. Anh Vi Long là hay có cái câu gọi là ở trong cộng đồng quýt cả nhà, gọi là chạy chạy 30 cây, 20 cây á, 20 cây mà vui chơi giải trí. Đây là anh Long. Hiền nghe, Hiền hay nghe đúng không? Thì hôm nay may Em mắn nghe. do Hiền Hiền có nghe thì hôm nay Hiền được gặp anh Phi Long. Đây là anh Phi Long hiện thực chạy bộ 20-30 cây là chỉ vui chơi giải trí thôi đó cả nhà. Có Chị Bình nha, chị hôm gặp Bình, anh bạn sao lại có hai nói ba về mươi anh cây là chỉ Phi vui chơi giải trí thôi đó. Và anh Phi Long? Long hay Sao nói em là bảo rảnh thì ăn vui, rảnh thì ăn vui, thì nhờ anh anh Long, lại Phi Long có thể chia chính sẻ dữ về quá. hiện thực của anh với ăn vui này, rồi ăn vui khi chạy sao cho cả nhà với. Lúc này thực sự em cũng rất là muốn được huân tập nhà cùng với nguyên lý vận hành của tiềm thức luôn anh Long. Dạ, anh nhờ Long chia sẻ hiện thực với cả nhà. Dạ, biết ơn thầy Tân đã quảng bá vậy anh. Biết Dạ. ơn cả nhà đã chứa đựng Phi Long. Dạ, Phi Long xin tự giới thiệu. Phi Long sinh năm 78, mã số định danh là 1413, nhà 83, mentor 3. Dạ, mình tên là Dạ, Phi Long cũng như mọi người biết đến Quýt là vào thời điểm dịch, và thời điểm dịch thì trong nhà mỗi người một 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 nơi nằm hoặc ngồi này kia, thì may mắn mình được một người nhân mạch của mình là bạn ca sĩ Thùy Dương, mọi người hay gọi là ca sĩ. thì ca sĩ bạn Thùy Dương. Dạ. dạ bạn hay đi, bạn lúc đó bạn chưa có bị cấm, bạn còn đi lại được. Bạn đem một cái file ghi âm của Thấu Hiểu Nội Tâm K08 về, bạn nhờ mình nghe, bạn nói anh nghe giùm em. Thì mình nghe, ở đâu mình nghe. Mình nghe mình thấy ồ, sao ở đâu mà có cái người thầy miền Tây chung với mình mà nói chuyện nghe thích quá. Thế là mình nghe từ được 2 buổi cái ghi âm thì vô được K09, mình nghe trực tiếp, đăng ký nghe trực tiếp. Và liên tục mình không có bỏ buổi nào hết. Mình nghe tới ca khoảng 14, 15 à, mình thấy hay quá, bắt đầu mình đăng ký học mentor 3. Thì thời điểm đó là cô ca sĩ thấy mình xong mà tự nhiên kiếm cái góc nào ngồi nghe rồi cười rồi này kia, cái bạn tưởng là mình bệnh, bạn nói trời ơi ba cái mày lúc này bệnh nặng lắm rồi, ông ngồi ông cười hoài. Và mình tin tưởng, thì mình tin tưởng thì mình học mentor 3. Mình học đến khóa tới K18 của Thấu Hiểu Nội Tâm, thì 4 ngày cuối thì thầy có hỏi là anh chị nào biết viết giọng cổ, hát giọng cổ nghe chơi. Thì lúc đó thì bạn Thùy Dương có nghe, thì hết hết cái buổi Thấu Hiểu Nội Tâm K018 thì bạn viết một bài, xong mình mới nhắn cho thầy, nhờ thầy cho bạn Thùy Dương gặp để duyệt bài hát. Gặp thầy, anh Thùy Dương gặp thầy thì thầy kêu chị hát cho toàn nghe, rồi cái thầy nói được, thầy nói là rồi vậy hôm sau chị viết một bài nữa, viết bài nhân duyên quả. Thì hôm sau đúng, bạn về nhà trong vòng khoảng nửa tiếng bạn viết ra cái bài nhân duyên quả, cái thầy đem lên cho thầy. Thì ngay thời điểm đó là thầy lên lên lớp nên là thầy không có thời gian để duyệt, mà thầy nói thôi chị lên chị ngồi chị hát luôn. Thì K19 là bạn Thùy Dương được lên Zoom, lên sóng của thầy mà ngồi hát. Trời ơi, lúc đó mình ngồi một bên là mình cảm thấy ấm áp với tim vô cùng. Và kể từ đó thì bắt đầu bạn nhúng mình vào quýt và bạn học thì tới hiện tại là bạn cũng học Master 3. Bạn học rất là chăm chú, bạn học mình thấy bạn học giỏi quá và bạn tập trung học quá, mình mới nói à, thôi được rồi em học là anh mừng lắm, anh sẽ cống hiến gánh vác hết những cái phần còn lại. Ví dụ như bạn hỏi cái gì, lau nhà nè, quét nhà nè, giặt đồ nè, nấu cơm nè, rửa chén. Em cứ học đi. Thế là mình làm hết, thì tổng kết mentor 4 bạn cũng nhận được giải xuất sắc, cảm thấy ấm áp.
Dạ, còn Phi Long thì kể cho mọi người nghe về cái bước chạy. Phi Long có vấn nạn về sức khỏe, bị thoái hóa cột sống đốt số 5. Thì hồi 2006 là có bác sĩ có nói là anh tập thể dục thì sẽ hết. Nhưng mà do cơm áo gạo tiền thì mình cứ nhờ thuốc thôi, uống thuốc thì hết đau. Cái theo thời gian mình cũng từ từ qua. Đến lúc vô cái lớp nội tâm thì thầy mới nói là về sức khỏe rồi này kia, cái thì học mentor ba thì có chạy về tuổi thanh xuân. Mình cũng nghe lời thầy, mình làm theo thôi. Thì mình chạy, mỗi lần mình xách giày ra mình chạy, mình khó khăn lắm, di chuyển mệt lắm, không muốn chạy chút nào, nhưng mà vì thương ông thầy thôi chạy, chạy lên cho có. À, xin lỗi mọi người vì có điện thoại gọi tới. Mình chạy để cho có một ngày 2 cây thôi. Nhưng mà khi mình chạy thì mình thấy đúng là sau 1 tuần cái lưng mình tự nhiên sao nó giảm rõ lắm. Theo đầu mình chạy, mình cảm thấy mình thích, mình chạy nên mình vui mình chạy. Mà thời điểm đó mình chạy thì vợ mình chưa có biết đến mentor, nên là bạn không cho mình chạy. Nên mình chỉ lén mình chạy cái lúc khoảng 2 giờ sáng mọi người ngủ hết, cái mình mở cửa ra mình đi mình chạy. Mình chạy cái tới 4 giờ rưỡi về cái mình vô mình học. Thì sau đó từ từ cái mình thích, cái mình chạy từ khoảng 8 giờ tối mình chạy tới 7 giờ sáng mình về luôn. Tối mình khỏi về, mất công kêu mở cửa. Bắt đầu là mình khi bắt đầu tới mentor 4 thì bạn Hưng là khích bằng cái là chạy để có, nếu mà ai được giải nhất thì được 100 triệu, nên mình cũng cũng tham, cũng muốn lấy 100 triệu. Mình chạy mình thấy sức khỏe mình nó thay đổi rõ ràng, mình giảm được 13 kg và cái lưng không còn cảm giác đau nữa, mà càng chạy càng thích. Rồi thời điểm đó mình chạy ban đêm là nhiều, nên mà chạy vòng vòng Sài Gòn mình thấy cái quang cảnh ví dụ 3 giờ sáng khác, mà 3 giờ chiều khác, rồi 12 giờ đêm khác, 12 giờ trưa khác, nên mình đảo hết Sài Gòn vào giờ đêm không, mình vừa được ngắm cảnh mà mình vừa được sức khỏe nữa, rồi mình thích nên là mình chạy. Thì lúc đó là mình chạy mình không còn nghĩ là 3 40 cây hay 5 60 cây, mà mình chạy vì mình thích, mình chạy thôi, giống như mình được đi du lịch nè. Thì mình có đăng cái bài là mình nói ngày xưa mình học phổ thông mình vẽ xấu, vẽ bằng tay xấu, cho nên hôm nay mình mượn đôi chân của mình vẽ lại cái bức tranh, cái quãng đường ở những nơi mình được đi tới. Mình chạy mình biết đó là cực, đó là mệt, nhưng mà vì mình biết sức khỏe của mình sẽ thay đổi khi mình chạy nhiều hơn mỗi ngày. Thì mình bây giờ hiện tại sức khỏe của mình thì mình có thể chạy được 100 cây. Hôm rồi hôm Tết mình có chạy từ Bến Tre qua Cần Thơ, mình chạy từ 8 giờ tối đến 2 giờ chiều ngày hôm sau là mình chạy được 120 cây. Đó là cái niềm đam mê của mình cảm thấy mình vui, nên là mình hay để là an vui là hoặc là vui vẻ để mình chạy. Chạy Đó. chạy Dạ, chạy 120 cây hả anh Long, 120 cây. chạy xuyên đêm hả anh? Dạ, chạy xuyên đêm. Ồ, cả nhà chạy xuyên đêm hả? Cũng thấy anh Long có đăng rồi, mình là chưa thấy hình dung được, em đang huân tập cái hình đó để em chạy 100 km đó anh Long, nên hôm nay rất biết ơn anh Long chia sẻ hiện thực của anh Long luôn. Mục tiêu năm nay em cũng đặt mục tiêu là chạy 100 km đó, thì huân tập ở cả nhà đang huân tập á, nên là rất biết ơn anh Long đang chia sẻ một hiện thực tuyệt vời cả nhà. Mà không ngờ là anh Long là bị thoát bị đi đệm luôn á, mà anh Long chạy bây giờ mỗi ngày ghi là 20-30 cây vui chơi giải trí đó. Bình thường nếu như mà không nghe được những hiện thực này á, mình nghĩ là bền sao chạy, đau lưng sao mà chạy, rồi đau gối rồi đau này kia sao mà chạy, cái bị đầu cản á. Nhưng mà hiện thực anh Long chia sẻ cả nhà thấy quá xịn luôn. Và dạ, anh Long có thể nhờ chia sẻ một tí về cái về thông qua hôm nay là về nghi lý vận hành của tiềm thức đó anh Long, thì anh Long cũng sâu hơn rồi, anh Long có thể chia sẻ là cái kích hoạt khổng nghiệp ở đây cho cả nhà mình không, để cả nhà mình có thể hiểu hiểu về cái kích hoạt khổng nghiệp của anh Long, và giống như cộng hưởng năng tù chúng á. Dạ, nhờ anh Long có thể chia sẻ về về cái này hay là hiện thực cũng được. Không không về cái gì Kích hoạt tổng nghiệp thì mình có thấy thực tế, giống như bạn Thùy Dương thì cái hôm apply ở Phan Thiết là
hết chỗ rồi, không không còn chỗ nữa, đặt không được nữa. Thì thầy Dương qua, thầy mới nói thầy Dương chị về chị viết một bài, bài gì mình không nhớ, hình như là bài nhân cách hay là bài khiêm tốn gì mình quên rồi. Thì thầy bạn thầy Dương mới nói là em viết bài này thầy cho em được đi apply. Thầy nói là chưa gì hết, đặt điều kiện rồi viết đi rồi tính. Thì bạn về xong cái ăn tối xong khoảng 10 giờ tối, cái bạn nói giờ thầy kêu viết mà mình chưa biết gì sao viết anh. Cái anh mình mới hỏi là em có mong muốn đi apply không? Dạ có thì em ngồi lại tập trung đi. Cái bạn ngồi khoảng nửa tiếng bạn cũng không viết được, nó không có cái lời gì để viết, nó gì thôi ngủ. Thì bạn nằm xuống mà bạn không ngủ, bạn cứ suy nghĩ, xong cái bật ngồi dậy, bạn bật đèn lên, mở đèn lên, cái là bạn lại viết, bạn viết 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 tự nhiên ở đâu viết viết ra. Xong cái bạn nói trời anh tự nhiên sao mà ở trong em nó chạy ra một hơi vậy, em cũng không biết là ở đâu có nữa. Bạn viết khoảng 15 phút là xong bài hát. Thì mình mới nói là ồ cái này anh cũng thấy ngộ ha. Thầy hay nói là cái kho mình nhập vào nhiều từ từ nó xuất ra. Nếu mà em chưa có nhập mà sao tự nhiên nó xuất rồi. Có thể là trong cái hàng hà sa số đời, giống như hôm rồi học tiếng Anh thì ở EWIT đó, thì mình nghĩ là mình gần 50 tuổi rồi mình học chắc không được. Không được, không bằng mọi người. Ví dụ các bạn trẻ mười mấy 20 các bạn học sẽ giỏi, sẽ dễ học hơn. Thì cô giáo mới ví dụ như vậy: hằng hà sa số đời, biết đâu mình đã là người Anh, người Pháp, người Mỹ rồi, nên anh chị là đừng có ngại, quan trọng là anh chị có mong muốn hay là không. Thì bạn Thùy Dương bạn mong muốn để bạn được đi apply nhưng mà đã hết vé, và cái kích của thầy là chị viết được bài hát đi rồi thầy sẽ tính sao. Là bạn Thùy Dương thầm nghĩ là nếu viết được bài hát thầy sẽ cho đi. Thế là bạn cho ra được bài hát. Và cái hôm tổng kết Mentor 4, cái hôm thi 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 nhóm của Mentor 4 á, thì ở nhóm 113 của bạn Thùy Dương là muốn bạn viết một bài để là khi thi nhóm là hoặc hát trước hoặc kết thúc là hát. Thì tới 23 giờ 30 bạn vẫn chưa ra được bài hát, mình vẫn kêu lại cái tập cũ mình, nói thôi em ngủ đi rồi sáng sẽ có. Đúng, bạn ngủ tới 2 giờ bạn ngồi dậy bạn viết có bài hát liền. Bạn viết 2 giờ xong bạn chuẩn bị rồi này kia, thì tới lúc 4 giờ bạn thức. Lúc đó mình ngủ rồi, mình không không còn thức nữa, nhưng mà mình nghe bạn bắt đầu chuẩn bị thi nhóm thì mình cũng buồn ngủ quá thôi mình ngủ. Thì mình nghe bạn cất tiếng hát lên: cha ơi, mà Phi Long là hay mít ướt, mà mình nói về cha mẹ là Phi Long dễ khóc lắm. Tự nhiên mình đang ngủ mình nghe bạn cất tiếng hát lên cha ơi, cái mình ngồi dậy mình khóc luôn. Là cũng nhờ bài hát bạn viết mà cái nhóm của bạn được được giải giải đồng đội. Kéo lại thì cái bài hát đúng là cái nhóm bạn thi là đã hết giờ, nhưng mà giám khảo kéo lại nhờ bài hát, và bài hát bạn nói lên được cái nỗi niềm và nói được cái tấm lòng của người con, nói được cái nỗi niềm là người con yêu cha mẹ nhưng mà vì còn nhỏ dại khờ chưa biết nên là mong ba mẹ thứ lỗi, hôm nay biết được tri thức rồi, có tri thức nên mới biết được hối hận rồi này kia. Rồi bạn viết cái bài đó mà mình thấy đúng là tổng nghiệp, và mình đã huân tập ở trong mình suy nghĩ. Thầy hay nói là đổi hình là đổi hình, đổi hình là đổi đời, và rõ hình là ra quả. Nên là mình suy nghĩ, mình mong muốn tột cùng mình sẽ ra được. Thì gọi tổng nghiệp thì cũng may mắn là vô tình là Phi Long lúc mà thi tổng kết mentor 3 cá nhân, Phi Long bóc ngay cái đề là công thức gọi tổng nghiệp. Bó tay là lúc đó cầu cứu ở ở nhà mình, ở nhà quăng phao vô. Nhưng mà tinh thần thời điểm đó không có tập trung coi phao, giống như là con bò coi chữ thôi nên là không có đọc được đâu. Thì bắt đầu lúc đó mình suy ra, mình nhớ cái gì mình nói cái đó, mình cũng không không nhớ cái gì, thì tự nhiên trong đầu mình chạy ra rồi mình nói xong mình cũng không biết mình nói cái gì luôn.
Ví dụ cái lúc mà tổng nghiệp gọi ra được á, thì có ai đó hoặc là may mắn được ghi lại á, mình thể hiện xong rồi mình coi lại, mình mới thấy mình mới giật mình, lúc đó mình mới biết là tổng nghiệp đã gọi được, đã gọi được tổng nghiệp của mình. Chứ còn tự nhiên kêu mình nói bây giờ gọi đi, chưa gọi được. Theo Phi Long biết á, bản thân của Phi Long mà thấy thực tế của bạn Dương á, thì mình mong muốn mà mình có hình ảnh trong đầu mình thì chắc chắn nó sẽ ra, một là sớm, hai là trễ một chút sẽ ra được cái điều mình mong muốn đó. Đó là kinh nghiệm của bản thân Phi Long đó, cả nhà chia sẻ với cả nhà như vậy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Anh Long, nhà mình bật mic ha, nhà mình bật mic đi nha, mình nói dài thì ấm áp trái tim mà. Nhà cũng bật mic nha. Dạ, biết ơn anh Phi Long. Hôm nay em mới biết là ca sĩ Thùy Dương là thuộc nhà 113 của cảnh sát trưởng Thùy Trang. Dạ em là hôm nay em mới biết được là anh Phi Long với lại ca sĩ Thùy Dương là chung nhà. Dạ, và cả nhà mình anh Phi Long vừa vừa hoàn thành bơi được 15.000 km đó chị. 15 km chứ. À, 15 15 km. km. Dạ, 15.000 m đó. À, 15.000. anh Phi Long mới bơi 15 km đó cả nhà, ở Bình Dương anh Long nhận. Đúng rồi, ở Anh Bình Dương. Long thấy tổng nghiệp về vận động sao anh nghĩ là thức vì đi đều không chạy được mà giờ chạy ngon vận động ngon quá, anh thấy tổng nghiệp vận động sao anh? Đúng không? Chắc là cũng kích được tổng nghiệp vận động anh nhỉ. Đúng rồi, cái đúng là tổng nghiệp mình ngày xưa lúc còn nhỏ mình thích thể thao, thích chạy bộ, thích đá bóng, thích bơi lội, nhưng mà theo thời gian thì cơm áo gạo tiền đè nặng lên. Thời điểm của Phi Long thời điểm đó thì kinh tế cũng không có được dư dả nhiều nên rồi nó cũng quên rồi. Đúng là vào cái mentor bắt đầu thầy kêu thì mới kích được cái ẩn của mình ngày xưa nó hiện ra trở lại, tự nhiên mình đam mê mình thích. Thì nhờ bạn Mỹ Nhung nói bơi thì ngày mai Phi Long cũng về Bình Dương bơi với mọi người là bơi 10 km thì Phi Long sẽ bơi 25 km để làm động lực cho mọi người bơi 10 À, tuyệt vời quá anh Long ơi, em 25 km luôn. Dự Mình kiến đặt thời ý là như gian vậy. bơi 25 km khoảng bao lâu anh? Phi Long nghĩ chắc khoảng cỡ từ 10 cho đến 12 tiếng. Thì hôm rồi mình bơi 15 km là 7 tiếng 10 phút. Thì bây giờ thêm 10 km nữa thì khoảng cỡ 4 tiếng. Đầu quá, hôm nay nhà mình được nhận một hiện thực luôn anh Phi Long, đúng không? Đôi khi mình nghe là không vận động được nhưng anh Phi Long bây giờ là siêu luôn, chạy bộ sức bền rồi bơi rồi làm rất nhiều. Và anh Long có một câu đó là rảnh thì ăn vui á, và nên hồi nãy cũng muốn anh Long chia sẻ hiện thực nhà mình đó là ăn vui. Anh Long rất ăn vui trong vận động ở nhà, thấy là ăn vui nhẹ nhàng đơn giản, nhà mình thấy được điều đó mà. Biết Hôm ơn nay bạn rất biết Tâm. ơn anh Phi Long, biết là sao anh Phi Long vô cái đoạn vô đoạn này luôn, là hôm nay là chia sẻ về nguyên lý vận hành của tiềm thức. Và em đang tính chia sẻ một cái phần là gọi tổng nghiệp, thực ra gọi em chưa có sâu đoạn này nhưng mà em muốn mượn hiện thực thôi, nhưng mà may mắn sao phước báo sao anh Long là hiện thực luôn, anh Long vô anh Long nói đoạn này luôn. Đây là cũng phần chia sẻ vừa rồi cả nhà, cũng là chỉ hiện thực cả nhà và cũng là một cái phần gọi là gọi tổng nghiệp. Chúng ta hiện tại là chúng ta đang thấy là đời này thôi nhưng chúng ta có nhiều hằng hà sau số đời, mà cả nhà có những cái đời trước như anh Long nói đó là chúng ta gọi tổng nghiệp ra nữa. Thì anh Long đang chia sẻ hiện thực cho cả nhà, thì nhà mình đang nhận được bài học đó, là chúng ta đang học cả nhà, nên là rất là biết ơn anh Long đã không biết sao thì đứng về cái công thức này chia sẻ hiện thực luôn, mình chia sẻ ngay cái phần kích hoạt tổng nghiệp luôn để cả nhà có một niềm tin là về kiến thức đó, chúng ta có tổng nghiệp thức, chúng ta có thể kích hoạt được tổng nghiệp duyên và chúng ta có thể kích hoạt được tổng nghiệp quả. Như anh Long nói là cái mong muốn tột cùng, mình có mong muốn tột cùng thì mình sẽ kích hoạt được và mình sẽ có sự chuyển hóa, đúng không anh À, lúc nãy Phi Long chia sẻ về vấn đề chạy á, thì cái bước đầu tiên của những ngày đầu tiên mình, ví dụ mình nghe ai đó chia sẻ chạy phải dùng dinh dưỡng, phải có giày tốt hay là có thời tiết đẹp rồi mặt đường tốt rồi có môi trường rồi này kia, thì mình nghe người ta nói là mình nghỉ chạy luôn.
Tại vì người ta nói phải đủ thứ nè, dinh dưỡng mình cũng kêu theo thấy là một tháng dùng dinh dưỡng ít nhất là 10 triệu. Thì mình đừng có quan tâm cái vấn đề đó, mình cứ chạy đi. Khi mình chạy rồi cơ thể mình thiếu cái gì mình sẽ biết. Và chắc chắn trên 40 tuổi thì những cái khớp sẽ cần dinh dưỡng. Chạy hay không chạy gì mình cũng bổ sung, chứ không phải là đợi chạy mới bổ sung. Và mình bổ sung bây giờ thì sức khỏe mình nó kéo dài hơn, cái khớp mình có thể đi được tới 100 tuổi. 100 tuổi mình chạy có 50 cây được rồi, đừng chạy nhiều. Và cái lúc mà mentor 4 anh Hưng ảnh khích là người nào chạy được 5.600 cây là được 100 triệu tiền thưởng đó, thì Phi Long cũng mong muốn là lấy một ngày chạy 40 cây. Phi Long dự định là ngày nào cũng 40 40. Thì nói với các bạn là ngày thứ 14 mình thức dậy 2 giờ mình mở mắt không ra luôn. Mở mắt không ra, giày là mình đã để sẵn nhưng mà mang không vô, cơ thể nó rã rời, nhưng mà cái ý chí của mình mong muốn nên mình mạnh, mình cũng bước vô xuống đường được. Và mình đi khoảng chừng 5 phút thì cơ thể mình nó thích nghi lại đó. Cái nguồn hứng khởi nó quay về là mình chạy tiếp tục. Dạ. Và mình chia sẻ với mọi người, nếu mà mình muốn chạy đúng cái giờ đó, ví dụ mình 2 giờ mình chạy, báo thức mình chạy, thì trước đó mình hãy chuẩn bị sẵn giày, quần áo, nón, mình để sẵn một chỗ. Vì cơ thể mình có, trong cơ thể mình có hai từ, một là con, hai là người. Khi nào cái con nó mạnh là con, cái người sẽ bị nằm xuống. Người mạnh thì con nó thua. Thì thời điểm đó cái con nó kêu thôi ngủ đi Phi Long, bây giờ này người ta đang ngủ hết mày chạy làm cái gì nó mệt vậy. Nhưng mà không được, mình cái người mình mạnh hơn, mình chiến thắng cái con để mình mang giày mình chạy. Và mình suy nghĩ là mình biết là mình chạy mình sẽ có sức khỏe. Ví dụ như trước khi Phi Long chạy thì bạn Phi Long nhiều lắm, bạn nhậu là nhiều, tại Phi Long làm bên vận tải, cuối tuần là nhậu. Từ khi Phi Long chạy thì bạn nhậu 10 người, họ nghỉ chơi với Phi Long hết 9 người rồi, còn một người đó là thân lắm họ mới chơi thôi. À, cuối tuần họ gọi mình, họ rủ mình nhậu, mình nói thôi tao mất chạy bộ rồi. Từ từ cái họ nghỉ chơi với mình. Nhưng mà không sao, giống như là mình thay nước vậy đó. Những người bạn nhậu họ không chơi với mình thì có mấy người khác cùng tần số rung động với mình, ví dụ như bạn Tân. Bạn Tân và Phi Long biết nhau trên mạng. Mình thấy anh này cũng chạy và anh này thấy mình cũng chạy, tự nhiên thích nhau. Và Facebook cũng hay là họ 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 kết nối những người tương đồng tần số rung động. Ví dụ mình thích xem hoa, tự nhiên là Facebook sẽ cho mình nhiều hoa. Mình thích chạy, tự nhiên kết nối cho mình được nhiều người chạy bộ. Thì bạn Tân là ở Phan Thiết, hôm rồi mình cũng có ra Phan Thiết được mấy lần nhưng mà chưa có đủ duyên nên là bạn đi ra ngoài cái hòn gì đó chưa có chạy được với bạn. À. Thì hiện tại bây giờ bạn của Phi Long là những người chạy không à, còn mấy người nhậu hình như nghỉ chơi chứ Phi Long. Dạ đúng rồi Tân, thì khi mình chưa chưa có tư duy thì mình đâu có biết là tổng nghiệp hay là cùng tần số rung động. Thì cái anh Facebook anh cũng rất là hay, khi thầy giảng bài thầy hay nói, từ khi có cái nút like đó, triết lý ngu mà thầy hay vẽ cây lúa có nút like đó, thì từ khi có Facebook thì mọi người hay like. Nhưng mà ngày xưa mình chơi Facebook mình like mình cũng không biết ý nghĩa của like là cái gì, thì nhờ có tư duy mình biết được. Như khi con người tất cả là vào đều nằm trong tổng nghiệp, mà khi mình chưa có tư duy thì mình đi theo tổng nghiệp quy định, còn bây giờ mình đã có tư duy thì mình được quyền chọn lựa tổng nghiệp. Cho nên bây giờ Phi Long có tư duy là Phi Long chọn lựa tổng nghiệp là chạy bộ. Nên được kết nối với những người chạy bộ. Dạ. Và chia sẻ tiếp với cả nhà là cái ngày mà chạy 40 cây mình ngày thứ 14 á, là mình mang giày không vô nhưng mình vẫn chạy. Mà ngay thời điểm đó 2 giờ sáng thức dậy trời mưa nữa, thì cái con nó nói thôi Phi Long ơi ngủ đi. Thôi kệ mưa là mưa, chạy là chuyện của mình còn mưa là chuyện của trời. Thì mình Phi Long vẫn chạy, thì vô tình anh Ngô Minh Ngọc ở Cần Thơ
ảnh vẫn có cái đam mê là sẽ lấy 100 triệu giống như Phi Long. May mắn là anh được vợ con ủng hộ, vợ sẽ cống hiến gánh vác cái phần đưa đón con đi học để anh chuyên tâm anh chạy. Cho nên hôm rồi tổng kết mentor tư là anh Phi Long về nhì thôi, anh Ngô Minh Ngọc về nhất. Tại sao mà Phi Long chạy từ Bến Tre qua Cần Thơ? Vì cũng mến mến anh Ngọc, cái bước chạy của ảnh, mình chạy 40 thì ảnh chạy 50, cái mình lên 45 cái ảnh lên 55. Thì Phi Long mới đặt ý là chạy từ Bến Tre qua Cần Thơ. Tại sao xuất phát từ Bến Tre? Vì ở Bến Tre có bạn Diễm cũng mentor tư vừa rồi, bạn Diễm thấy mình đăng là mình sẽ chạy thì bạn Diễm nói thôi cho anh cho em đồng hành. Thì hôm đó mình đi là có 4 bạn nữ, mình là năm, thì các bạn mình có thuê một cái xe 7 chỗ chạy sau lưng. À, các bạn nào không chạy thì lên xe. Xe thì chở thức ăn và nước uống. Đó thì đi du di qua tới bên nhà anh Ngô Minh Ngọc. Ở bên nhà anh Ngô Minh Ngọc được anh chăm sóc xương khớp và anh chia sẻ về kiến thức chạy bộ, và anh chia sẻ về cái cách để mình chạy, mình vận động rồi dùng dinh dưỡng như thế nào. Rồi anh mới kể lại cái quá trình anh đạt được km như vậy, là trước đó anh xin phép vợ, xin phép con, vợ đồng ý cống hiến gánh vác cái phần đưa đón con, và con cũng vui vẻ, ba không đón được là mẹ đón vì ba phải chạy bộ ngoài đường. Đó cũng là một cách để mình thấy tổng nghiệp đó, nhưng mà mình không biết. Thì đúng là tổng nghiệp của mình cũng muốn qua anh thăm anh Ngọc, nhưng bây giờ mình đi sao, mình đi xe thì nó bình thường quá. Mình qua giống như ảnh, là mình ngưỡng mộ ảnh thì mình phải có một cái gì, cái quà đem tới tặng cho ảnh. Mình cái quà của mình là từ Bến Tre qua Cần Thơ bằng bước chân của mình. Qua đó ảnh cũng cảm thấy ảnh thích mình vì mình đem cái năng lượng cùng tần số với anh ấy. Và mình đến thì cả nhà là mời vợ chồng ảnh ra ngoài quán để giống như là mình đãi sư phụ một bữa ăn vậy. Thì ảnh lại không chịu, ảnh nói là anh chị em đến đây là Ngọc rất là mừng. Trước khi anh chị đến là Ngọc đã chuẩn bị sẵn rồi, trưa nay ăn cơm với Ngọc, có gì ăn đó. Cả nhà ngồi ăn một bữa ăn 2 tiếng đồng hồ, một người nói vài câu thôi mà 2 tiếng đồng hồ ăn chưa xong bữa cơm. Bữa cơm đó là mình thấy là ấm áp vô cùng, toàn những người mong muốn có được hiện thực về sức khỏe. Nên là nói chung về chủ đề sức khỏe thì anh Ngô Minh Ngọc ảnh mới kể là ảnh đi theo thầy cũng 14 năm rồi. Từ khi chưa có online, ảnh đi theo thầy từ lúc offline lận. Và ngày xưa ảnh là làm về dinh dưỡng, nên anh biết được cơ thể cần cái gì, và anh nói cho mọi người không ăn mà cứ ngồi hả miệng nghe không. Vui, bối cảnh rất là vui. Dạ thì hôm nào chắc là bạn Tân cũng phải giao lưu với anh khoảng chừng 50 cây trở lại. Để anh em có một cái kỷ niệm. Biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Biết ơn cả nhà, biết ơn, đó là biết ơn anh Long chia sẻ cũng là hình thức suy sinh sò luôn, cũng như là về tổng nghiệp, thế là tổng nghiệp thức rồi tổng nghiệp duyên rồi tổng nghiệp quả, kết hợp tổng nghiệp rất là hay luôn. Hôm qua cái bài học hôm nay đó là về tổng nghiệp. Cả nhà có thể gửi lời biết ơn đến anh Long ha, bật mic lên đây là đến Long luôn. Đã tiện Dạ quá, biệt ơn cả nhà. nhà luôn cũng có Biết thể anh Phi Long đấy. là một câu chuyện này qua anh Phi Long dạ tình động lực chạy. thì hiện tại là cả nhà mình là đang mentor năm hết hả? Chưa, cũng đang có mentor 5 và cũng đang có mentor 6 đó anh. Hôm nay nghe Dạ được của anh Long thì chắc là đặt ý vào mentor 6 luôn để kích hoạt tổng nghiệp, ngon quá. dạ Ngon cả nhà đó. thì cũng thông báo với mọi người là mentor 6 là thầy nghỉ nghỉ ra nghỉ mở mentor rồi, nếu mà mình có mong muốn thì tranh thủ vô mentor Tranh 6 thủ cho mentor 6 cái nhà là thầy không có mở mentor nữa, không đào tạo chuyên gia tư vấn luyện tâm mà từ thầy đào tạo nữa như cả nhà. Nên là cả nhà nếu như có ý về tham gia mentor á, thì cả nhà có thể là huân tập từ ngay bây giờ. Tân cũng là rất sẵn lòng để hỗ trợ các anh chị, cũng đang lập nhóm rồi cả nhà, lập nhóm đó là bồi dưỡng cho mentor 6, thì hỗ trợ về làm sao để thấu hiểu nội tâm, cái công thức làm sao thấu hiểu nội tâm trước đã, rồi chúng ta huân tập thêm về sức khỏe này, hay đối cốt này, về tài chính này, đúng không? Và các lớp mối quan hệ này,
Dạ, dân dư và mentor là thấy đã ngon rồi. Dư và mentor là thấy ngon rồi đó. Nên là càng về sau đó, thì mentor càng xịn. Nên là có một cái quá trình bồi dưỡng cả nhà, nên là cả nhà cứ yên tâm. Là cả nhà cứ yên tâm rất là xịn luôn. Dạ, nên là ở đây các mentor xấu này, em nghĩ là các mentor xấu đã bị sẵn sàng rồi đó. Dạ, thì nếu được thì kết nối cùng với em. Tại vì ở đây thì video này em xin phép cũng sẽ chia sẻ lên để các anh chị có thể là theo dõi được những hiện thực này, và anh chị có thể kết nối. À, có thể kết nối cùng với anh Phi Long ở trên Facebook hai cả nhà, để có thể ôn tập thêm những hiện thực siêu xịn sò này từ anh Phi Long. À, có dịp lại nó chạy từ chỗ này qua chỗ kia rồi đó. Dạ, Dạ, lần nữa anh xin chia cảm ơn. sẻ rất là nhiều. Thấy anh có nhiều hiện thực rất là ngưỡng mộ. Và cũng cảm thấy là anh truyền động lực rất là lớn. Bởi vì em cũng là một người có cái vấn nạn về sức khỏe. Thì mình trước đây mình cứ nghĩ là mình sẽ không có chạy bộ được. Và khi mình có ý định tập thể dục, mình chạy bộ, thì mình chia sẻ với những người bên cạnh mình, thì họ nói là sẽ không làm được, sẽ không chạy bộ được như vậy đâu. Và khi mà em tham gia vào các nhóm có bạn tăng chia sẻ thì mình tin điều đó là có sự thật. Bởi vì như em thì cũng là người trẻ tuổi, nhưng mà như giống như cái đợt dịch á, như các anh chị thì được nghỉ ngơi, nhưng mà em được vinh dự là được thức trên mọi chặng đường. Là làm ngành y nên em tham gia đi lấy mẫu xét nghiệm rất là nhiều, lại ngày đêm ròng rã. Và sau cái đợt dịch thì nó cũng có bệnh lý về về cuộc sống à, nên mình cũng có suy nghĩ là không có chạy được. Và được các anh chị chia sẻ hiện thực rất là nhiều, nên thời gian sắp tới là chắc chắn là sẽ tham gia. Sẽ tham gia để cải thiện cái sức khỏe của mình. Và biết ơn anh chia sẻ à. Dạ, Em biết nghe chị Dương hát mà vọng cổ mấy lần rồi, ôi nghe hay quá. Hôm nay mới biết là chị Dương là vợ anh rồi. Long. Có một lần em vào Zoom, không rõ là Zoom của hình như là của Iron Man, cũng có nghe anh Ngọc chia sẻ chạy 100 km. Ôi trời ơi, sao chạy 100 km nữa, không thể tin nổi. Và đến hôm sau mà hôm tổng kết chạy 21 km thì có anh bạn chia sẻ là chạy cái gì chơi chơi cái gì gì nhẹ nhàng 30 km. Ôi trời, nhẹ nhàng quá, 30 km với bạn em là gọi là phải mất 21 km, bạn em phải mất gần 3 tiếng. Nhưng mà hôm nay nghe anh chia sẻ hiện thực của anh bị phát bị đệm đúng không anh, mà anh vẫn chạy như vậy, thì để em cũng sẽ chia sẻ cho mấy người bạn của em. Các anh chị bảo là anh bị phát bị đệm, anh bị gãy đốt cột sống cho nên là không dám chạy nhiều. Em phải chia sẻ cho các anh chị chạy với lại để giảm cân. Đó là biết ơn cả nhà luôn. Biết ơn anh Huy Long.